Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Chicken Factory. Rồi, giỡn chút xíu thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần chơi Minecraft Sky Factory 3. Trong tập trước thì chúng ta đã qua Nether kiếm được con Nether Cod Chicken. Và ngày hôm nay ta sẽ lai giống tất cả những con gà còn lại. Con gà đâu? Đây. Và trong số những con gà này thì có những con chúng ta không có cần phải lai giống, ví dụ như là Constantine nè, Pig Iron nè, những thứ đó không có sử dụng nên khỏi lai giống cũng được. Nice Slam cũng không cần nữa. Nếu muốn có hết thì làm thôi, nhưng mà thật sự mình cảm thấy không cần thiết phải làm hết như vậy. Ta sẽ chế tạo hết cho đầy đủ cái mớ gà thuốc nhuộm, rồi sau đó là những cái khoáng sản cần thiết. Và ưu tiên làm cái mớ thuốc nhuộm trước. Mình sẽ bắt con gà màu trắng và con gà màu đen. Ra đây. Ta sẽ lấy hai con đi qua bên kia để lai ra màu gray, là màu xám á. Lại đây. Hai đứa bay, cho con gà màu xám ra nào. Không phải con gà màu xám. Và khi các bạn thấy mình thực hiện hành động dã man đó, theo như những gì các bạn nói, mà mình thấy có không dã man lắm đâu, thì hãy nhắm mắt lại. Và nếu bạn nghe cái ép một cái, và xong rồi đó, hãy tiếp tục mở mắt ra để tiếp tục theo dõi. Đừng có nhắm hết toàn bộ video luôn nha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ like thêm một cặp nữa. Thì ta có cái gì nào? Steel ta đã có rồi, Emerald có rồi. Và Ender Pearl cần có Diamond và Netherwork thì Cocabin và Glowstone. Vậy là chúng ta sẽ khoan tính tới Ender Pearl trước đi. Giờ mình coi Silver. Silver là từ Bonwire và Iron Chicken. Mình có cần Silver hay không? Chúng ta kiểm tra công thức. Thì Silver để chế tạo cái gì? Chế tạo mấy cái chest hả? Không có gì đặc sắc hết á. Nó không có gì lạ. Silver không cần. Magma Cream cũng được. Nickel chúng ta có rồi nè. Cái Nickel này hình như cũng không có chế tạo cái gì hết trơn hết á. Ngoại trừ những món của thằng Immersive Engineering. Nó cũng không có gì lạ luôn. Chúng ta không thấy công thức của Nickel nó chế tạo gì hết trơn hết á. Và con gà Nickel có thể sẽ lên đường đó nha. Có thể. Vậy là mình sẽ bắt con gà Nickel vô trước. Nó đâu rồi? Nó đây. Nickel Chicken. Một con nữa. Chúng ta không cần thì đừng nuôi. Đây rồi. Sau này chúng ta cần nó thì hãy nuôi. Còn bây giờ không thấy cần thiết thì bye bye. Giảm tải bớt cho hệ thống ở chỗ này thôi. Nó chứa nhiều thứ quá rồi. Mình đã phải thêm một cái storage crate nữa ở trên. Và ta hãy quay lại nhanh chóng lai giống. Bạn nào để ý cái bầu trời nó rất là lạ đúng không? Nó không còn thấy những vì sao. Bởi vì trời đó đang có mưa. Mà chúng ta có cái rain roof. Nghĩa là nó chống mưa rồi. Nên chúng ta không thấy trời mưa nữa. Giờ tụi nó đang bu lại kìa, thấy không? Ta có được một con Bonwire Chicken. Không cần thiết. Ta hãy điểm tiếp con kế tiếp là Lead Chicken. À, con này cần nè. Iron và Coal. Được á, bắt Iron và Coal. Bây giờ nó đứng tụm một đống luôn. Ta bắt được con gà Iron kìa. Nhưng mà mình giới không tới nó. À, lợi nộp mạng hả cưng? Hay quá vậy. Thích lại nộp mạng luôn. À, giờ ta lại giống hai em kia trước đi. Ta sẽ có được Lead Chicken. Không phải Lead Chicken thì tạm biệt. Nhớ nhắm mắt lại. Hãy nhắm mắt lại khi mình chuẩn bị thực hiện hành động đó. Ủa mà mình đang làm cái gì vậy? Mình phải lai giống tụi nó chứ. Rồi đó. Chúng ta đã lai giống tụi nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy... Mình nhớ đây còn hộp giống mà ta. Thôi kệ, bỏ đi. Chúng ta còn ở trong này là Coal nữa hả? Lấy ra bỏ ngoài. Đây là cái gì? Bonwire Chicken. Và hai em kia... 2 giây, 1 giây. Và có thể tiếp tục lai giống. Tốt. Gì đây? Đó, Lead Chicken. Nó đã xuất hiện rồi đó. Con Lead Chicken này không lai thêm được nữa. Nên chúng ta có thể chuyển nó lên trên này. Bây giờ nó 1 phút rưỡi đúng không? Nó có trứng chưa? Hai cái trứng rồi. Thì em kia đi xuống nha. Cho em này lên nha. Em này xuống rồi thì bye bye. Ok. Và mình sẽ vô bắt đầu tuyển. Chúng ta cần phải tìm hàng tuyển nữa. Chúng ta tuyển để làm gì nữa đây? Bây giờ hai cặp ở trọng. À, chưa xong. Sau khi đã có led. À, đúng rồi, có led rồi. Chúng ta cần làm copper. Copper đi từ yellow và coca brown.
Vậy là hai em này đi ra nè. Tuổi kia nó bu ghê thiệt. Yellow đâu? Yellow, Coca Brown. Nó có một con ở đó. Con còn lại đâu? Bên kia, bắt chó dễ, khỏi đi vòng quá thôi. Coca Brown. Đây rồi. Giờ mình sẽ lai giống hai em này với nhau. Ta để xuống. Tự nhiên cuốc đất chi vậy? Để mình nhảy lên cho nó mất đi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi thôi thôi. Tôi biết chuyện gì rồi. Rồi đó, hết rồi đó. Nó bị dính vào chổng á mà. Giờ con gà vàng với con gà nâu. Và con gà này là In Black. Bye bye. Đây là Copper Chicken. Em kia chưa lớn nữa. Lâu vậy? Nó vẫn chưa cho trứng. Lâu quá. Chúng ta có được mấy con gà này thật là nhanh, nó cũng đỡ. Copper Chicken vậy là xong rồi đó. Lớn chưa? Chưa chịu lớn. Hai em này thì sao? Là giống tiếp được chưa? Được rồi. Cho con Grey Chicken coi. Đó là Copper Chicken và In Black. Không cần đâu. Rồi giờ tiếp tục chúng ta hãy coi tiếp. Electrum. Có thể mình sẽ cần xài Electrum. Bởi vì nó có nhiều công thức cần có Electrum lắm. Electrum và Steel. Vậy chúng ta sẽ chế tạo Electrum luôn đi ha. Thì theo mình nhớ có cái công thức lần trước mình làm nó cần Electrum Play á. Và cái miếng gì đó chúng ta coi thử coi. À đúng rồi. Lava Generator nè. Cần Electrum Play nên chúng ta làm con gà Electrum đi. Vậy là Silver và Gold. Vậy là phải quay về Silver, Bonwire và Iron. Nãy quăng con gà Iron ra nữa rồi. Bonwire và Iron. Bonwire đâu? Xương đâu? Thấy khúc xương chưa? Thấy bộ xương chứ? Bộ xương gà. Nó đây. Mình đang like hai món nên mình sẽ có hai cặp. Rồi con Copper cứ để đó đi. Còn em này xong rồi đó. Quả bệnh. Em này là led. Nó cho mình hai trứng luôn mới ghê. Một trứng được rồi và trứng nữa bay dưới đi. Bye bye. Và em này còn 20 mấy giây nữa hả? Còn sớm chán. Xử lý. Bạc. Cái gì thế? Tưởng loot bát chứ. Giờ tới con gà trắng. Trắng nào đây? Trắng này với đen. Bỏ đây. Trứng gà nữa bỏ đây. Một con gà trắng. Bye bye. Và một con gà xương với lại một con này để được silver. Cho tôi silver nha. Không cho silver. Đẻ chưa? Đẻ rồi luôn. Rồi xuống luôn cưng. Đẻ rồi là đi xuống. Trời mưa có vẻ lâu dữ ta. Chúng ta hãy dòm qua trong này một chút. Ok, nó chuyển lên trên này hết rồi đúng không? Ừ, được rồi. Có thể mình sẽ phải gắn một cái cray vào đây nữa, kéo lên trên. Chúng ta đặt ở chỗ này nó hơi bị dở. Ta phải đặt xích ra ngoài một ô á. Nó không có tận dụng được hết cái đường dây của cái thằng item con đuôi. Bây giờ trong đó là hai cặp. Vậy hai cặp này lai giống xong đi rồi tiếp. Rồi ta bỏ cái bột xương ra. Lại là Iron. Cho con khác coi. Grey Chicken. Không phải là Grey Chicken. Sử tử. Rồi giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây để coi cái thời gian nó nở ra. Và cái món kế tiếp sẽ là Electrum. Rồi Gold Diamond có rồi. Play Rod. Play Rod cần có Lava và Gold. Lava cần có Nether Quartz. Rồi lát nữa đi. Ta like cho xong cái cặp này đã. Hai cặp này chứ. Xong chưa bay? Cho con Silver coi. Không phải Silver. Hay dạ. Silver sao khó kiếm quá vậy? Cho con Silver Chicken coi. Với lại con Grey Chicken coi. Dẫu lẽ mình đem thêm gà vô ta. Đem thêm gà vô thì nó hơi bị nhiều. Chúng ta dễ bị rối lắm. Nên cứ từ từ đi ha. Giờ trong này còn gì nữa không? Không có. LED chúng ta cũng đã có rồi. Những thứ cần thiết đã có. Silver. Nickel. Mình đang suy nghĩ. Nickel. Ủa sao cái trứng nó dằn ra đó? Chúng ta có cần nickel. Khoan, từ từ, giờ tới giờ là lá giống rồi. Suy nghĩ sao?
ra con gì đây? Bọn hoài. Hai em đó đi chung với nhau, ra được Ray không? Không ra luôn. Rồi ta hãy tiếp tục lai giống nào. Tập trung vào việc lai giống để có được những giống gà mới. Vẫn là bon hoài. Sao tệ dữ vậy ta? Sao đợt đầu chúng ta hên lắm mà bây giờ chúng ta lại xui nó như vậy? In black chicken. Rồi giờ mình đang có hai con nickel thì mình sẽ bỏ nó vào trong này mới đúng nè. Không bỏ vào bên kia đâu. Mấy em này xong chưa? Lớn chưa? Chưa được, chưa được. Bây giờ nó còn 10 giây, 5 giây. 10 giây và 5 giây. Bỏ hết đi. Rồi chờ chút xíu. Silver. Silver chicken. Đâu rồi? Vẫn chưa có silver. Lâu quá ta. Grey chicken. Không. Ôi, cái tai. À, đó là một hành động mà hả không biết nói như sao luôn. Có thể chắc là tóm gọn lại là tay nhanh hơn não rồi đó. Chứ gì nữa. Vừa mới hiện lên là út bạc. Nhìn nó giống màu của con gà đen quá. Có nó là con gà xám mà. Thiệt tình luôn á. Quất một phát đi luôn. Iron và Bon White. Thiệt tình. Gà xám nha. Xám nha. Nhìn cho kỹ nha. Grey chicken nha. Bon White. À, bên này sao rồi? 63, 54. Chưa xi nhê gì. 5 giây. 5 giây chúng ta sẽ được silver. Silver lên Electrum. Play Rod, String Chicken. String Chicken sẽ cần có Lock Chicken. Và em đó. String chúng ta cần không ta? String Chicken này chỉ để chế tạo được Leather Chicken thôi. Mà Leather Chicken thì chúng ta cũng nên làm. Bởi vì mình không muốn nuôi bò nhiều quá. Chúng ta sẽ có thẳng trực tiếp luôn. Khỏe hơn nhiều. Giờ hai em này đúng không? Đẻ ra cưng. Lại là một con bon hoài nữa. Ngoài kia có lút bát không? Có kìa. Mở lên chơi. Mở lút bát lên chơi coi. Ở gì nữa không? Không thấy. Rismarine Shark Silicon. Rismarine Shark giữ lại được. Silicon cũng có thể giữ lại được. Mà thôi bỏ đi. Lấy Rismarine thôi. Rismarine nó hiếm. Trời, xuất hiện, xuất hiện. Đó, silver chicken. Phải vậy chứ. Và bây giờ còn một cặp nữa. Cho tôi luôn đi. Grey chicken. Con đó là silver chicken. Thì đi ra ngoài chút xíu. Để các bạn nhớ nhắm mắt lại nha. Đừng có chứng kiến cái cảnh đó. Còn để mình coi thôi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chờ chút xíu nào. Mình muốn lai giống có thêm một con nữa. Nhưng mà thôi đi, không cần đâu. Không cần. Chúng ta không cần là bởi vì thế nào nó cũng cho thêm con silver hay là gì đó nữa à. Giờ Electrum cần có vàng đúng không? Bắt một con vàng. Vàng đâu rồi? Gold chicken. Ở đây. Bỏ vô trọng. Hai em này xong chưa? Lại giống tiếp nha. Grey chicken phát nha. Lần này bình tĩnh nha. Không phải rồi. Rồi, để xuống lại. Phải bình tĩnh. Không bình tĩnh là không được. Tránh tình trạng tay nhanh hơn não. Chặt một phát bay mất con gà. Mất công lai giống lại thôi chứ không gì hết. Led chicken đã có nè. Đang up một con. Copper chicken đã có. Đang up một con. Và chúng ta vẫn chưa có kim cương với lại emerald. Cái thời gian đầu tụi nó chờ cũng hơi lâu. 30 phút lận. Mấy em này xong nữa rồi đó. Mấy em này nhanh lắm, 30 giây là xong à. Đó, 30 giây là nó có thể tiếp tục lai giống. Và silver chicken đi ra cái coi. In black. Bye bye. Con này lớn chưa? 30 giây nữa nó mới lớn. Vừa kịp bên kia luôn. Chúng ta vẫn thấy trời đang mưa. Bởi vì cái rain shield nó đã chặn lại hết rồi. Nó mưa cũng lâu dữ ha, mưa mấy ngày luôn á. Mấy ngày trong này nè. Mình chuẩn bị lai giống cặp này nữa để chúng ta có được Electrum. Chúng ta sẽ có Yellowrium và Graphite luôn. Cyanide có cần không ta? Chơi luôn Cyanide đi. Plutonium hả? Plutonium cũng không cần nhiều lắm.
clay chicken. À, chúng ta cũng cần clay chicken thì cần có snowball và sand, thì snowball cần có lock và lapis. À, lát nữa tính. Giờ tính trước cặp này đi. Có chưa? Đó. Clay chicken. Nãy giờ có nhiêu đó thôi đó. Và em này sao chạy em vòng ghê vậy? Muốn vô thì cho vô thôi à, đừng có chạy vòng vòng cái con copper nữa kìa. Bình tĩnh nào. Nó đi tìm đàn của nó hay sao á. Giờ mình sẽ bắt con này vô trong đây. Bỏ chổng. Và con Gray này sẽ để lại vị trí này. Thế nào chúng ta cũng sẽ phải like một lần nữa để kiếm được like Gray. Bây giờ hai em này, hãy cho tôi Electrum Chicken nào. Không phải Electrum, mà là Silver. Ta chụp con Silver đem vô chổng luôn. Đủ bộ rồi. Giờ tự nhiên thấy tội con Nickel Chicken đó ta. Tự nhiên mình hạ gục nó làm gì, thôi kệ. Suy nghĩ lại, chúng ta thay đổi ý định. Ta nuôi hết đi. Khoáng sản nuôi hết đi. Ba cái đồ đó nuôi hết. Không có chừa thứ gì hết á. Giờ mấy em này chuẩn bị tiếp tục nè. Sau khi nuôi hết xong rồi á, thì chúng ta có thể thoải mái luôn. Xả láng. Mấy em này xong rồi đúng không? Rồi con này là chắc là tạm biệt rồi đó. Bởi vì chúng ta đã có hai con thì tạm biệt. Và như các bạn đang thấy thì mình đầu tư thời gian á, vào những cái con gà đầu tiên á, nó lên 10-10-10 xong rồi đó. Những con gà sau đẻ ra là 10-10-10 hết trơn à. Nó khỏe lắm, nó không có phải mệt mỏi hay là làm gì lâu lắc hết á. Giờ chúng ta đang có một cặp gà đang được lai giống. Và nó còn khoảng 30 giây nữa. Bên đây thì sao? Ok. Electrum Chicken xuất hiện. Không phải. Mỗi lần mình chụp cái con gà đó vô cái Animal Net thì nó ngưng cái thời gian là growing stay lại á, growing cooldown á, nó giảm xuống. Nó vẫn giữ chứ lộn, nó vẫn giữ y nguyên chứ. Rồi chúng ta nhìn qua nhìn lại thì không có gì lạ trong này hết trơn hết á. Lát nữa mình sẽ like những con gà từ Nether Cod Chicken. Bên đây like trước đi. Yellow được Glowstone nè. Và Cold. Đây là Class Chicken thì chúng ta có rồi. Cái con đó chúng ta nên like trước. Giờ cần phải dòm like cho nó chính xác. Cặp này. Ra coi. Go Chicken. Tôi không có cần. Rồi giờ tới cặp kia. Electrum là like cái gì trước? Iron. Ủa? À mình có Electrum chứ. Silver và Gold. Bye bye. Rồi chúng ta hãy kiểm tra coi có loot bag không. Không có. Không có loot bag. Và mấy em này chuẩn bị like tiếp. Nhanh lắm. 30 giây mà. Like giống. Like giống. Và được cái gì đây? Electrum. Vẫn chưa có Electrum Chicken. Tôi muốn có một con Electrum Chicken mà tại sao không cho tôi? Chúng ta sẽ like cặp bên kia để được like Gray Chicken. Nó là Bone. Bone White. À, giờ ta sẽ chờ thôi. Ngoài những cái chúng ta đang làm ở đây thì lũ gà này á, nó có hai món, nó đẻ ra hai thứ rất là giá trị nhưng mà đã bị tắt mất tiêu. Đó chính là Draconium Ingot và Awakened Draconium Ingot. Không còn có thể lai giống được hai cái con đó. Chắc là do tác giả tắt thôi. Chúng ta lai giống thì chúng ta không có cần phải mất nhiều thời gian kiếm mấy cái món đó. Cái Draconium Ingot đó, nó có sớm quá cũng không hay lắm. Giờ chúng ta sẽ lai em này với lại em này. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái gà của bộ Thania. Nó có Terra Steel, Mana Steel, vậy là Elementum. Bye bye Silver. À, giờ tới lượt con này với lại con trắng. Ra được con trắng. Sao tệ dữ vậy ta? Tôi phải hên chút xíu chứ. Cho tôi hên chút xíu đi. Giờ mình sẽ lấy những cái chicken manure ra. Đâu rồi? Chicken manure kìa. Quá chừng luôn. Lấy ra hết. Chúng ta sẽ lấy ra để nó không có choáng chỗ á. Những cái chicken manure này nó có thể sử dụng như là những cái bột xương. Giờ còn ở dưới không? Khoan, ở dưới còn á. Rất là nhiều luôn. Vậy là mình sẽ xài nó để trồng cây ở đây luôn đi. Chúng ta lấy ra luôn nào. Còn nè, 27 cái. Rồi giờ cuốc đất xuống. Trồng này xuống.
lấy cái chicken manure ra, nó y chang bột xương à. Đó, đã chưa? Rồi đó, và ta sẽ có thêm được những cái hột giống rất là dễ dàng. Ta xài hết cái stack này đi. Ê khoan, không có xài hết được. Mỗi con gà nó đẻ rất là nhanh, cho nên ta cần phải nhanh tay. Rồi cặp kia ra được con gì vậy? Silver hả? Kỳ vậy? 20% với 17% mà hả? Sao mình không có hên gì hết trơn? Lên cặp kỳ kiếm mới ghê. Giờ chúng ta sẽ phải đi tìm hột giống. Thấy chưa? Có hột giống dằn tùm lum hết trơn nè. Chicken manure nữa kìa. Có hột giống không? Chưa thấy có hột giống. Và trong này thì cũng không có hột giống với lại lúa mì. Không thấy. Rồi được rồi. Giờ tạm thời cất bớt cái mớ này vô chổng luôn. Ta sẽ quay lại nhân giống gà tiếp. Electrum chicken cho tôi đi. Không phải. Nó không phải là Electrum. Có con Enderman nó vừa dịch chuyển ra đó, nên cái Ender Tether vừa kéo nó vào. Nó đẻ cờ ghê gớm luôn á. Đẻ rất là dữ luôn. Chúng ta đi tới đây là nghe pop 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 à. Đó, thấy chưa? Các bạn nghe tiếng gà đẻ. Gà này còn hơn gà công nghiệp nữa. 3 giây à, chuẩn bị la giống tiếp. Có con gà thôi cũng khó khăn ghê. Electrum á, đèn ơi, sao nó khó dữ vậy? Electrum like 20% á, mà sao khó dữ vậy ta? Con kia là Light Ray 17% thì không nói, nó thấp hơn chút. Nhưng mà 20% mà sao tại dữ vậy? Đây là Ray Chicken, bye bye. Ủa mà Ray Chicken mình có ở chậm chưa ta? Mình có ở chậm chưa? Ray Chicken. Có con Ray Chicken nào ở chổng không? Đó là In Black Chicken. Ồ. Oh. Mình chỉ nuôi 2 con cho 1 cặp. Đủ 1 cặp thôi. Sau này chúng ta sẽ dựng căn cứ. Rồi chúng ta sẽ có nuôi nhiều hơn. Nuôi tới bao nhiêu thì sau này biết. Chúng ta hãy cho cặp này ăn trước đã. Kỳ vậy? Tệ quá vậy? Gray chicken, vậy là light gray chicken. Ok, đã có light gray. À, vậy là mình chưa có một con gray nữa. Trời đã hết mưa rồi kìa, chúng ta hãy chuẩn bị light giống tiếp. Giờ light gray đã có, bây giờ chúng ta cần phải light con đó để lấy thêm một con gray chicken nữa nha. Nãy mình chặt sớm quá. Ra cái gì đây? Electrum chicken. Sao tụi nói đúng dữ vậy ta? Electrum chicken luôn. Đã quá. Đã quá, đã quá. Và chúng ta hết hột giống rồi hả? À, thì sử dụng cái phần chicken manure ra thôi. Rồi hai em đó. Gray chicken. Light gray chicken. Nó làm mình hơi thất vọng một chút. Bởi vì lúc chúng ta cần thì lại không thấy. Lúc chúng ta không cần lại thấy ngay lập tức. Rồi giờ này ra gì đây? Cho coi chơi luôn cái coi. Go chicken. Ok. Mình sẽ thả con Electrum xuống. Bắt con này với con kia đi qua bển. Silver. Hai em này. Rồi đứng đó. Thấy rồi. Thấy rồi. Còn một con nữa. À, đứng lại, đứng lại. Đang tập trung bắt tụi nó. Con gà nó nhỏ, nó đi lông nhông dữ dội lắm. Và Gray với Light Gray. Cho tôi thêm một con Gray nữa đi. Bon Wai. Rồi chúng ta bắt cái con Go đúng không? Go. Go Chicken để Light tiếp. Cái giai đoạn này nó hơi phức tạp một chút. Nếu chúng ta làm nhiều quá thì rất là dễ loạn. Nên cứ từ từ thôi. Có miếng thịt gà nè, lấy ra. Hai con nickel đã vô. Ok. Với hai em này. Chuẩn bị tiếp tục. Bang bang. Chuẩn bị hốt em này lên. Light Ray nữa. Hay vậy. Ta có hai con Light Ray rồi. Không cần nữa đâu.
Giờ có một cách để cho nó có thể đẻ nhanh là người ta bỏ lên trên kia kìa. Nó đẻ liền luôn á. Nhưng mà nó thời gian chờ nó lâu lắm. Đợt đẻ kế tiếp nó lâu lắm. Chuẩn bị. Con này xong đợt này nó lớn luôn rồi đó. Grey chicken nha. Rồi, grey chicken. Bone white chicken. Ây à. Giờ ta sẽ có. Ủa mà Electrum mình có rồi, mình cần gì mà phải lấy con gâu lên làm gì nữa? Thiệt tình. Đuppy. Ta hãy coi tiếp đi. Mình sẽ like tiếp con Nethercoat. Nethercoat với lại Yellow và Coal. Nethercoat đâu? Nethercoat chicken một con. Và Yellow chicken. Ở này. Hai em này ra được cho tôi con Grey chicken coi. Đó, Grey chicken xong. Không ta cứ tạm thời để ở đó đi. Và cho hai em này ăn. Nó sẽ ra Glowstone. Thành công trong lần đầu tiên. Quá đã bà con ơi, thành công rồi. Ta đã có được Glowstone chicken. À, giờ đi ra ngoài. Ủa mà khoan. Cod chicken với lại cold chicken đúng không? Cold chicken là con đen thui nè. Ta sẽ bắt vô lai giống tiếp. Tự nhiên đem con kia ra làm biết làm gì nữa. Rồi cold trước và cod sau. 9 giây nữa. Chờ chút xíu. Chờ chút xíu. Em xám này sẽ được đi vô trong. Còn em Electrum, em Glowstone sẽ được để lại. Rồi, giờ nó sẽ like tiếp cho mình một cái con Cold Chicken. Bye bye. Ok. Và hai em này còn 20 giây, chúng ta kiếm cặp nữa đi. Glowstone hả? Glowstone Chicken nó like được với cái gì nữa? Chúng ta còn một cặp nữa là Lava Chicken đang like đó. Và Glowstone thì chúng ta coi thử coi. À, nó like với Ender Pearl ra được Yellowrium và Kokabin ra được Netherwort. Có cần Netherwort không? Chúng ta không cần trồng Netherwort cũng được, con này đẻ nhanh hơn. Cũng ok. Nhưng mà lava thì chúng ta cũng cần đó. Bây giờ mình sẽ cần phải có Clay Chicken thì chúng ta cần có Snowball Chicken. Snowball là Lock Chicken và Lapis Blue. Nhưng mà trước tiên bên đây xong chưa? Cái hàng của Nether xong chưa? Chắc là chúng ta làm trước cái hàng của Nether đi ha. Hàng của Nether là Play Rod Lava đang làm. Đang làm cặp lava đó. Con này là Glowstone. Không phải. Chụp con kia. Bye bye. Hàng đó thì chúng ta còn Gastia. Gastia là Play Rod. Magma Cream thì chúng ta sẽ phải cần có Slam. Slam thì cần có Clay. Clay thì có Snowball. Rồi bắt buộc rồi. Bây giờ Glowstone Chicken à. Glowstone Chicken ta lai được cái gì đây? Ender Pearl. Rồi Netherwort hả? Rồi vậy mình sẽ lai trước cái Netherwort đi ha. Netherwort Chicken nó đâu rồi? Thì cần có màu nâu. Có con màu nâu đằng kia. Con màu nâu ở ngay đây không lấy cho nó khỏe. Úi, úi, úi. Rồi đây một cặp. Và được cái gì đây? Hên quá, thật là hên quá đi. Sao tôi tự nhiên nó hên. Một thời gian nó xui xong tự nhiên nó hên. Hên cực kỳ luôn, lại cái ra liền. Quá đã. Và thêm một con Nethercoat nữa kìa. Bye bye. Giờ tới hai em kia. Mình sẽ cần thêm một con Glowstone nữa. Chờ xíu đi ha. Ta sẽ có Glowstone. Glowstone Chicken. Đã rồi, có được sơ con đó là Netherwort. Thì giờ còn Lava. Lava Chicken. Cho tôi Glowstone nha. Glowstone Chicken nha. Chính xác. Tốt quá. Bắt con này đi trước đi. Rồi bắt hai con kia sau. Bắt nó.
Wow, bây giờ số lượng gà chúng ta đang nuôi rất là nhiều. Giờ hai em này đẻ tiếp. Lava chicken. Phải đẻ được cho ra. Không ra được. Đẻ chưa ra được lava chicken. Netherwork chicken. Ta có thể like được với con diamond. Và oh, gas tier. Gas chicken, play rod kìa. Play rod với lại lava chưa làm được. Vậy thôi, mình sẽ like giống con lock chicken với lại con lapis blue. Để chúng ta kiếm được string hả? Còn ở trên string nữa hả? Vậy lấy snowball trước đi. Lapis blue và lock chicken. Con gà xanh, con lock chicken trước nè. Và con gà lapis blue. Ok. Giờ đi qua bển. Hai em này tiếp tục lai giống. Lapis blue và lock. Nó đây rồi, bà con ơi. Lava chicken. Rồi, giờ chúng ta sẽ lai con này với con này. Chúng ta sẽ đem con coal và con nether cod đi. Xong việc con nether cod rồi đó. Ta có được con lock chicken hả? Bye bye. Lava chicken. Bây giờ netherwork chicken. Netherwork chicken vẫn chưa like được đâu. Chúng ta sẽ cần netherwork like được rồi. À, diamond. Diamond chicken. Nó đây. Bạc bạc. Chuẩn bị. Đón chào một thành viên mới. Enderpearl chicken. Nó giống như con Enderman vậy đó. Mà thật ra mình nghĩ nó giống con Ender Dragon hơn. Rồi, ta sẽ lại giống con này với con này. Lapis blue. Đó là được snowball. Rồi, không có. Chờ một chút, nhắm mắt lại. Rồi, xong. Giờ tiếp tục. Hai em này được chưa? Được luôn. Rồi, đây. Lai vô. Nó cho ra một con netherwork nữa. Lava chicken, netherwork chicken. Ok, mình sẽ cất cái con netherwork chicken đó qua bển. Ta để con này ở đây. Và ta sẽ cần có một cặp này nữa. Tới luôn nào. Chưa được. Chưa được. Làm tới đâu chúng ta xử tới đó đi, cho dễ nhớ. Hồi để nó lộn tùm lum hết á. Bên này. Em này với em này. Ra cho đàng hoàng coi. Đó. Ra được diamond chicken. Tưởng ra được cái gì. Ra được diamond chicken. Kiểm tra thử có loot bag không. Nhiều khi có loot bag nó văng trong này trần. Mình không thấy có loot bag. Ok. Ta quay lại là có thể tiếp tục lai giống được rồi nè. Thấy không. Mấy em này nó nhanh lắm. Cặp gì đây? Lock chicken. Không cần. Giờ tới con này với lại con kia. Cái con lava chicken đó chúng ta để sau. Chút nữa chúng ta lại giống. Nhanh lên mấy đứa. Lại giống kiểu gì chậm quá. 20%. Nó chỉ có 20 và 17% thôi. Cố gắng. Đâu rồi? Lapis blue chicken. Không phải là snowball. Snowball nó có cái hình khác. Giờ con này là diamond nè. Và con này nè. Ra được gì đây? Netherwork chicken. Bye bye. Chúng ta đang lai giống. Đang bị trì trệ. Cái việc lai giống. Lava chicken, netherwork chicken. Rồi enderpearl chicken. Đây là enderpearl chicken nè. Mình lai được với glowstone để ra yellowrium. Ra được uranium. Chúng ta có cần xài uranium không? Rismarine để ra terra steel hả? Ta chưa có rismarine. Giờ để mình đi cái hướng khác. Cái hướng mà chúng ta có được. Đó. Đây là snowball chicken. Giờ cất hai em này đi một phát. Vô chậm.
Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái cặp này với cặp này. Con đó là Netherworld Chicken, nó sẽ cho được Enderpearl. Ủa, tại sao nãy giờ mình phải like Enderpearl vậy ta? Đâu cần nữa đâu, đúng không? Ờ, không để ý lắm, ta cất đi được rồi đó. Bây giờ Enderpearl đã có, Enderpearl Chicken đã có, thì khoan đi, có những cái chúng ta chưa like được hết tới tận cùng của cái dòng đó thì nên dừng lại, để ở đó. Và bây giờ mình đang có cái gì ở đây nào? Chúng ta đang có Snowball Chicken, đang có Lava Chicken. Lava Chicken like được với cái gì? Lava Chicken nó đây rồi, nó like được với Bonwire, ra được Gastier và Slam. Slam chúng ta chưa có. Magma Cream, Magma Cream cũng chưa có. Playrot, ừ, Playrot được á. Go và Lava. Go, go đâu, go đâu. Vàng, vàng đâu, vàng đâu. Có con Enderman, đúng rồi, còn một con Enderman nữa. Giờ tới, không tới. Giới không tới con Enderman đó, thiệt tình luôn. Ta phải đi vòng ở đằng sau, chụp con Enderman, Enderpearl chứ lộn, Enderpearl Chicken. Và đi kiếm một con Go Chicken. Nó trốn ở đâu mất tiêu rồi. Nó kìa, hai con nó trốn ở đây nè. Go Chicken. Giờ mình còn một con Enderpearl Chicken nữa mà ta, đúng không? Ồ, mình chỉ có một con thôi hả? À, vậy là mình chỉ có một con thôi. Chúng ta lại giống. Ủa, lại đúng vậy. Rồi đây, chúng ta có thêm một con Enderpearl nữa cũng được. Giờ Snowball Chicken, để đó đi. Chúng ta coi trước. Lava Chicken ra được Playrot thì sẽ like với lại Go Chicken. Ok, Lava với lại Go. Rồi Enderman like với cái gì? Enderman mình nói chúng ta cất đúng không? Quên mất. Hồi nãy định like cái gì đó? Gastier, đúng rồi, Gastier. Gastier đâu? Đối với Gastier Chicken, chúng ta sẽ cần phải có một con Bonwire và một con Playrot. Thì làm Playrot trước. Playrot thì cần có Lava và Go. Vậy Lava với Go đi trước đi nha. Lava với Go. Rồi mình cần một con Water Chicken. Water Chicken đi từ Gunpowder, mà Gunpowder đi từ Flint và Sand. Ok. Nhiều thứ quá. Flint và Sand. Nhảy lên đi kiếm. Flint đây, Sen ngoài kia. Mở lên cái là bu lại liền. Không có giới tới con Sen ở ngoài kia. Sen Chicken. Chắc phải đi vòng qua. Đi vòng qua Sen Chicken. Thấy nó rồi. Chụp. Ủa, có con Enderpearl Chicken ở trong. Ê, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Hèn gì chụp không được. Rồi đó. Mình vừa quăng cái cây Animal Net. Rồi xong. Phù. Là một hồi bị bấn loạn luôn á. Ta để xuống. Để xuống. Con này la với con này. Rồi chờ chút xíu. Con Enderman đó, con Enderpearl đó chúng ta cất vào trong. Enderpearl chúng ta có một con. Rồi hai con rồi đó. Phù. Và hai em này là Go Chicken và Flint Chicken. Đứng yên coi. Đứng yên chặt cho nó trúng. Bây giờ Go trước và Lava sau. Một bộ. Bye bye. Giờ tới bên đây. Mệt ghê. Lại giống mấy con nạn hồi dễ bị bấn loạn lắm á nha. Bấn loạn trong lúc chờ đợi sử dụng bột xương. Để chúng ta lấy thêm. Rồi xong, nó văng vô trong này luôn mới ghê. Trả cho tôi. Trong này có không? Mấy cái này nó full hết rồi. À, nó có 27 cái lúa mì ở trong. 27 cái wheat ở trong. Chúng ta hãy cho hai con này ăn nào. Giờ con vàng với lại
Nhâm Thạch. Chưa có được nữa. Flynn với lại con này. Flynn với Sen. Vẫn không phải. Ồ, vậy là chúng ta sẽ phải dừng lại một chút xíu để mình có thể farm thêm những cái hột giống. Ta hết hột giống rồi. Ta sử dụng hết cái số lượng chicken manure chúng ta đang có. Các bạn có thấy như thế nào? Sau khi lai giống một hồi, mình cảm thấy mình hơi bị bấn loạn. Kêu là bấn loạn. Bởi vì là một hồi nhìn nó ra tùm lum con hết trơn luôn. Ta đã có thêm hột giống, bây giờ hãy lai tiếp con này với lại con vàng. Hai đứa chạy lại với nhau đi. Ta sẽ có được gì đây? Là một con lava. Lava chúng ta chưa có. Bỏ vô chổng. Giờ phải nhớ những con nào chỉ có một con thôi. Con này kết hợp với con Flynn. Đã được. Gunpowder. Yeah. Yeah. Ta đã có được gunpowder chicken. Và sau khi có gunpowder chicken là chúng ta sẽ chế tạo được water chicken kết hợp với snowball. Tuyệt vời quá. Chỉ chờ con này lớn lên thôi. Mình sẽ cho nó ăn. Ok. Giờ chúng ta like tiếp nào. Đầu này. Bạc bạc. Zombie Pigman. À, có một con đẳng kìa. Zombie Pigman. Có một con giống như Zombie Pigman nè. Nó là Go Chicken thôi. Ta sẽ chờ chút xíu nào. Và có một cục kim cương. Có Emerald. Hai cái con gà kia đã bắt đầu đẻ rồi đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Diamond Chicken đã bắt đầu đẻ. Tốt quá. Tụi nó đẻ là mình đã bắt đầu có lợi rồi đó. Giờ mình sẽ lai giống con này với con kia. Chuẩn bị cây kiếm. Rồi, bye bye. Bỏ xuống. Và chờ thêm chút xíu nữa. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sử dụng cái chicken manure để lấy thêm. Có thêm mấy cái hộp giống để chúng ta lai cho nó khỏe. Ta sử dụng hết một stack luôn, nó cũng nhanh. Rồi, chúng ta sẽ quay qua lai giống được rồi đó. Chúng ta vô lấy mấy thứ này ra thôi. Mình sẽ lai tiếp con này và con vàng. Hai đứa vẫn không phải thứ chúng ta tìm. Thì chúng ta sẽ lai tiếp bên đây để ra được water chicken. Rồi lại một lần nữa. Mọi người hãy bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ có được một cái con khác thay thế thôi. Không có gì phải gấp đâu. Ở trong cái hết cái mớ này thì chúng ta lại không có obsidian chicken. Nó cũng hơi dở. Mình thấy obsidian cũng hay á chứ, mà lại không có. Vậy cách đơn giản nhất để có được obsidian là gì? Ta hãy coi. Sử dụng hoa của bồ thania. Cái này cũng hay rồi nha. Chúng ta có thể biến hết mớ đó thành obsidian, nhưng mà đập ra cũng mệt. Hoặc là sử dụng cái gì đó chúng ta vừa thấy, nhưng để từ từ rồi tính. Còn bây giờ em này với em này, mau mau chuyển ra đây. Đó. Dục luôn. Em này với em kia. Hai em đó nó like với nhau, chúng ta giữ lại hết. Rồi đó, mình nói mà. Thế nào chúng ta cũng có à. Gunpowder chicken nè. Và còn một con snowball nữa thôi, đúng không? Ta sẽ có được bỏ cái phần obsidian đi. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau coi trong thời gian này một chút nữa. Sau khi đã có snowball thì mình sẽ làm được clay không? Snowball và sand ra được clay. Tốt rồi. Vậy là cái con lock chicken, không, con sand chicken nó còn một cái công thức gì nữa đó. Có nhớ để kiểm tra coi. Nó cho ra cyanide, clay và redstone với lại một thứ nữa, gunpowder. Vậy là hết rồi. Nó chỉ còn cyanide là thứ chúng ta cũng cần. Nên lát có thể trong tập sau đi, chứ lát nữa chắc không kịp rồi. Giờ ta sẽ lai đầu này với đầu này. Nhiều quá. Tập trung những thứ chúng ta đang làm thôi. Giờ con này vô chổng nha. À, bên này chuẩn bị. Chúng ta đang có một cái... Làm vậy thì nó tốt. Cứ hết đợt này like tới đợt kia like. Qua bệnh. Chuyển qua đây. Sao go chicken hoài vậy?
Tôi không muốn gold chicken nữa. Và tôi còn cần gas tier chicken nữa nè. Chúng ta đã có được play rod chưa? Chưa có, đang làm play rod á. Gold và lava để được lay rod được gas tier. Nhanh lên mấy đứa, ở quên chỗ này. Nãy quên, nãy vừa xong. Đó, water chicken. Nó đã xuất hiện. Water chicken đã chưa? Cho nó ăn một cái hộp giống đi. Rồi sau đó mình sẽ chờ chút xíu cho thằng này nó giảm xuống. Rồi cỡ đó cũng được rồi. Ta lại tiếp nào. Play rod chicken. Yeah. Yeah. Và như vậy là chúng ta đã có được những con chúng ta cần. Tuyệt vời quá rồi. Rồi để mình coi lại thôi. Chúng ta còn thiếu aluminum thôi ha. Aluminum là từ iron và flint. Như vậy là ta đã có được hai con này nữa thì tốt. Ok, chúng ta sẽ đem cất hai con gà này đi. Lava còn làm được gì nữa hay không thì kiểm tra luôn nào. Lava chicken chỉ làm được play rod thôi. Giờ mình sẽ cất con gà này vô. Con gà này vô. Cất con gà kia đi luôn. Cất con gà này đi luôn. Và để cho đủ trọn bộ những cái khoáng sản hay là mấy cái kim loại á, thì ta sẽ làm luôn đi. Flint đâu? Flint chicken. Nó đây. Ê, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Mới thấy thì bỏ chạy rồi. Đó, flint chicken và iron chicken. Iron đâu? Có một con iron đang đứng ở đây. Giờ hai con đó cứ đứng ở chổng thôi. Rồi, hai đứa. Để ngay lập tức nha. Để liền luôn nha. Rồi, để. Ra được liền luôn. Aluminum. Dễ gì. Dễ gì mà nó cho một lần mình có được aluminum. Cái đó khó lắm. Cái tỷ lệ đó nó khó lắm. Không phải đơn giản đâu. Con water nó lớn rồi kìa. Water chicken. Water chicken ta làm được cái gì? Plutonium Rismarine. À, Rismarine. Có Emerald là làm được Rismarine luôn. Vậy là để tập sau đi. Bây giờ chúng ta chỉ hoàn thành cho xong cái aluminum thôi. Là hết phần kim loại. Ngoài ra chúng ta còn Cobalt và Ardite thì để lần sau luôn. Pick Iron. Có những thứ chúng ta không cần thì mình chắc không chế tạo đâu. Đấy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên mấy đứa. Peng, peng. Ra con gì đây? Và Flint Chicken, bye bye. Bây giờ hai con này like với nhau chơi cho vui. Để chúng ta có được một trong hai loại. Hai con nó không có ra được cái gì đâu. Nó chỉ có ra đúng cái loại chúng ta cần thôi. Giờ cặp này, 15 giây nữa. Mọi người hãy cố gắng cổ vũ cho mấy con gà để nó đẻ cho mình thật là tốt. Chúng ta có kim cương với emerald rồi kìa. Để mình lấy cái Inferium Essence ra coi. Mới thấy nó chậm. Bây giờ cái chuồng gà này nó đang chuẩn bị quá tải. Nó hết chỗ là quá tải liền luôn á. Rồi, aluminum. Không phải aluminum. Mình cần một con play nữa. Play chicken. Vừa đòi là có cho liền ngay lập tức luôn. Quá đã, quá đã. Chúng ta sẽ không cần phải lo đến chuyện về khoáng sản trong một thời gian rất là dài. Và chỉ việc có một cái chỗ nuôi tụi nó, cho tụi nó ở là được. Giờ em này chuẩn bị nè. Flint Iron. Xuất hiện Iron Chicken. Chúng ta hãy tiếp tục lai giống nào. Mình chỉ cần đúng một con aluminum nữa thôi. Và cuối cùng aluminum đã xuất hiện. Vỗ tay. Thật là tuyệt vời. Chúng ta đã có được aluminum chicken. Bây giờ mình sẽ đem hai em này đi ra. Rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được thêm rất là nhiều loại gà. Và chắc chắn là chúng ta còn một lần nữa để chúng ta lai giống thêm một số loại gà cần thiết nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.